Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Một trong những nhân vật cấp cao thuộc liên minh cánh hữu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi cư dân Palestine ở Gaza rời khỏi vùng đất này nhường chỗ cho những người Israel có thể làm cho sa mạc nở hoa. Những lời lẽ của Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich đã xoáy vào lo ngại của phần lớn các nước Ả Rập rằng Israel muốn đuổi người Palestine ra khỏi Gaza, một trong các vùng đất mà người Palestine muốn xây dựng một nhà nước tương lai. Một hành động như vậy có thể một lần nữa sẽ đẩy người Palestine rơi vào tình cảnh Nakba thảm họa như năm 1948 khi hàng loạt người Palestine bị buộc phải rời bỏ quê hương sau cuộc chiến tranh Ả Rập Israel vào năm đó. Ông Smotrich nói về triển vọng tái lập các khu định cư của người Do Thái ở giải Gaza rằng để có an ninh, chúng ta phải kiểm soát lãnh thổ. Để kiểm soát lãnh thổ về mặt quân sự trong thời gian dài, chúng ta cần sự hiện diện dân sự. Đồng thời nhấn mạnh, nếu 2,3 triệu cư dân không còn lớn lên ở đó với khát vọng loại bỏ nhà nước Israel, giải Gaza sẽ được nhìn nhận theo cách khác ở Israel. Song quan điểm của ông Smotrich không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Israel, vốn nói rằng cư dân Gaza sẽ có thể trở về nhà của mình sau khi cuộc xung đột kết thúc. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa chính thức đề xuất kế hoạch trục xuất cư dân Gaza hoặc đưa những người định cư Do Thái trở lại vùng đất này kể từ khi xung đột Israel phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ngày 7 tháng 10 các cuộc thăm dò dư luận cũng chỉ ra rằng hầu hết người Israel không ủng hộ việc tái lập các khu định cư của Israel ở Gaza. Các khu định cư này đã được di rời sau khi quân đội Israel rút khỏi Gaza vào năm 2005. Người Palestine và lãnh đạo các nước Ả Rập đã cáo buộc Israel muốn tạo ra một Nakba mới. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phản đối mọi hành động nhằm buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Ông nói, chúng tôi sẽ không cho phép chuyện di rời xảy ra, dù là ở giải Gaza hay ở bờ Tây. Trước đó, phía Mỹ cũng đã nêu quan điểm và cho rằng Palestine nên quản lý Gaza thời hậu chiến. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel bình luận rằng nước này sẽ kiểm soát an ninh khu vực vô thời hạn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã vạch ra những dự tính của Washington với vùng lãnh thổ này là không tái chiếm đóng Gaza sau khi xung đột kết thúc không phong tỏa hay bao vây Gaza, không thu hẹp lãnh thổ Gaza. Ông Blinken cho biết sẽ cần một giai đoạn chuyển tiếp khi xung đột kết thúc, nhưng việc quản lý hậu khủng hoảng phải bao gồm sự quản lý của Palestine và Gaza phải hợp nhất với bờ Tây thuộc nhà nước Palestine. Theo kênh CNN, phong trào Hamas ở dài Gaza đã phóng rocket vào Israel chỉ vài phút sau khi năm mới 2024 bắt đầu. Lưới đoàn al qassam cánh quân sự của Hamas, đã tuyên bố bắn phá Tel Aviv bằng một loạt rocket M-90 vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương. Còi báo động đã vang lên khắp khu vực miền Nam và miền Trung Israel. Israel đã chặn được ít nhất 12 rocket bắn từ Gaza. Đầu ngày 1 tháng 1, lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo về vụ bắn rocket trong một bài đăng trên mạng xã hội. Năm mới, vụ tấn công tương tự của Hamas. Trong khi 129 người Israel vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza, Hamas cũng quyết định bắt đầu năm 2024 bằng cách phóng một loạt rocket vào Israel. Không có năm mới vui vẻ cho đến khi tất cả trở về nhà. Trong khi đó, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã thông báo với phía Israel rằng Hamas đã đồng ý về nguyên tắc việc nối lại các cuộc đàm phán để trả thêm các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài tới một tháng ở giải Gaza. Phía Israel đang phản ứng thận trọng trước thông điệp này và nhấn mạnh nước này sẽ nhanh chóng biết được liệu Hamas có thực sự nghiêm túc hay không. Trong khi đó, hãng tin Walla của Palestine cho biết các cuộc thảo luận vẫn tập trung vào đề xuất của ông David Bania, giám đốc cơ quan tình báo Israel, bao gồm việc thả 40 con tin, trong đó có phụ nữ, đàn ông trên 60 tuổi và những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng để đổi lấy các con tin Israel sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự ở Gaza trong tối đa một tháng và thả một số tay súng Palestine. Về vấn đề con tin, Thủ tướng Israel, ông Netanyahu nói Hamas đã đưa ra đủ kiểu tối hậu thư trong vấn đề con tin với Israel, nhưng nước này không chấp nhận. Ông khẳng định chúng tôi đang thấy có sự thay đổi nhất định, nhưng tôi không muốn tạo ra kỳ vọng quá mức. Theo ông Netanyahu, nếu có thể đạt một thỏa thuận khả thi, nó sẽ được thực hiện. Nguồn tin thân cận với Hamas nói một phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập vài ngày trước để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột ở Gaza của Cairo. Kế hoạch dự kiến gồm lệnh ngừng bắn có thể gia hạn, trao đổi con tin và hướng đến kết thúc hoàn toàn giao tranh. Israel và Hamas từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ ngày 24 tháng 11 với Qatar và Ai Cập làm trung gian để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Ông Netanyahu tái khẳng định sẽ đưa toàn bộ con tin Israel đang bị giữ tại Gaza về nhà. Ông cho biết quân đội Israel đang tham gia một cuộc xung đột phức tạp và cần thời gian để đạt mục tiêu đặt ra. Trong tuyên bố kỷ niệm 59 năm thành lập phong trào Fatah, tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, ngày 31 tháng 12 đã tuyên bố người dân Palestine sẽ tiếp tục vững vàng và kiên định bảo vệ các quyền hợp pháp đồng thời cam kết chính quyền Palestine do ông đứng đầu sẽ không từ bỏ dù chỉ một tấc đất lãnh thổ của Palestine và sẽ không chối bỏ trách nhiệm đối với Gaza. Người đứng đầu chính quyền Palestine khẳng định các giải pháp quân sự sẽ gây bất ổn cho khu vực và phần còn lại của thế giới thay vì mang lại hòa bình hay an ninh. Ông Abbas kêu gọi thực thi giải pháp chính trị dựa trên luật pháp và các nghị quyết quốc tế công nhận quyền tự do và độc lập của người Palestine. Cũng trong ngày 31 tháng 12, cơ quan thống kê trung ương Palestine, PCPS cho biết số người Palestine thiệt mạng trong những cuộc xung đột vào năm 2023 cao hơn bất kể năm nào kể từ thời điểm năm 1948. Theo cơ quan trên, 22.404 người Palestine đã thiệt mạng trong năm 2023, trong đó có 22.141 người bị cướp đi mạng sống kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10. BCBS ghi nhận 98% tổng số người Palestine thiệt mạng là ở Gaza, bao gồm gần 9.000 trẻ em và 6.450 phụ nữ, Bên cạnh đó, 319 người Palestine đã thiệt mạng ở khu bờ Tây kể từ khi xảy ra xung đột. Còn về phía Israel, Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát biên giới giải Gaza về Ai Cập, quyết tâm vô hiệu hóa Hamas trong cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Thủ tướng Netanyahu cho biết giao tranh đang ở đỉnh điểm và tuyên bố vùng đệm hành lang Philadelphia chạy dọc biên giới Gaza với Ai Cập do Israel kiểm soát. Israel cũng tuyên bố có ý định phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa lãnh thổ Gaza nhằm ngăn chặn sự lặp lại bất kỳ vụ tấn công nào như vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào lãnh thổ Israel khởi nguồn cho cuộc xung đột hiện nay. Bình luận của thủ tướng Israel về vùng đệm được đưa ra khi các lực lượng quân sự Israel tiếp tục tiến hành chiến dịch mà ông cho là sẽ kéo dài trong nhiều tháng nữa. Về biên giới Israel-Liban, thủ tướng Israel đe dọa nếu lực lượng Hezbollah mở rộng giao tranh, họ sẽ phải gánh chịu những đòn trả đũa chưa có. Trong ngày cuối cùng của năm 2023, quân đội Israel đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quân sự trên cả hai mặt trận là giải Gaza và khu vực miền Nam Liban. Tại giải Gaza, các lực lượng không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh của Israel tiếp tục phối hợp tấn công các mục tiêu trên cả ba phân khu: Bắc, trung tâm và phía Nam vùng đất này. Theo cơ quan y tế Palestine, trong 24 giờ qua, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, hầu hết là dân thường trong đó các cuộc tấn công của xe tăng Israel gây thương vong lớn nhất với khoảng 130 người thiệt mạng tại khu vực trung tâm và phía nam Gaza. Về định hướng xung đột thời gian tới, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định, chiến dịch tấn công Gaza có thể kéo dài hết năm 2024. Ông Hagari đồng thời cho biết kế hoạch tác chiến trong giai đoạn tới sẽ được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả cũng như tăng cường hoạt động sản xuất kinh tế. Theo đó, trong tuần này, sẽ có hàng nghìn quân dự bị được huy động cho cuộc xung đột được giải ngũ và khôi phục cuộc sống dân sự. Cũng trong ngày 31 tháng 12, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích và pháo kích vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở khu vực phía nam Liban, dọc biên giới với Israel. Truyền thông Israel cho biết, một trong các địa điểm được không quân Israel tập trung hỏa lực tấn công hôm qua là làng Ramieh, một trong các khu vực được Hezbollah sử dụng để tiến hành các vụ bắn tên lửa sang lãnh thổ Israel. Trước đó, trong đêm 30 tháng 12, IDF cũng mở nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu của Hezbollah tại hai khu vực à Amra và Khiam -Am, nằm gần biên giới Israel.